xin trân trọng giới thiệu sản phẩm Yến xào Khánh Hòa có giá trị dinh dưỡng cao với 18 loại axit amin giúp tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch, chống lão hóa và phục hồi sức khỏe. Yến xào Khánh Hòa đang có mặt tại khắp các siêu thị Á Châu ở Sydney, Melbourne, Perth và Darwin với các dòng sản phẩm nước yến nguyên chất, nước yến với đông trùng hạ thảo, nước yến nhân sâm lọ 70ml và nước yến lon 190ml, thích hợp để làm quà tặng cho thân nhân và bạn bè. Để tránh mua nhầm hàng kém chất lượng, xin quý khách vui lòng nhận dạng logo và số giấy phép nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch của Úc cấp cho công ty LNFX Global Trading và KNK Trader. Công ty Vidirovel Mining Alina, văn phòng tại 161 Hoskin Street, Himora, New South Wales 2666, xin thông báo. Sau nhiều năm làm việc với chính phủ Úc, nay hội đủ điều kiện pháp lý. Xin thông báo đến quý đồng hương góp vốn đầu tư mua trang thiết bị, máy móc để khai thác đá khối lên bán. Công ty có 24 triệu cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 2.500 đô la Úc, mức lời là 600%. Đây là mỏ đá granite ở Úc do người Việt làm chủ. Kính mời quý đồng hương chung tay góp vốn để dự án khai thác sớm hoàn thành. Xin liên lạc số hotline 610432-298-934 hoặc website vdima.com.au. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023. Kính thưa quý vị khán giả, sinh hoạt chính trị trong tuần lễ này có vẻ rất là im lặng bởi vì chúng ta đang bước vào tuần lễ cuối cùng của năm 2023. Quốc hội đang trong thời gian nghỉ lễ và vì vậy không có một cái chính sách mới nào được tuyên bố. Trong khi đó thì sinh hoạt kinh tế vẫn tiếp tục được chú ý, đặc biệt là sau 2 ngày đóng cửa. Ngày hôm nay sau khi mở cửa trở lại, thị trường chứng khoán Úc Châu đã có một sự gia tăng rõ rệt khi mà chỉ số ASX 200 đã gia tăng 1%. Đặc biệt, tin vui đối với những ai ưa thích du lịch trong dịp cuối năm khi mà đồng Úc Kim ngày hôm nay đã gia tăng trên mức 68 sen Mỹ, chính xác hơn là 68.35 sen Mỹ, có thể nói là một cái tin rất là bất ngờ. Và trong sinh hoạt kinh tế, rất nhiều chuyên gia đã dự phóng nền kinh tế của Úc Châu có nguy cơ rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế trong năm 2023. Tuy nhiên, cho đến tận thời điểm cuối cùng của năm 2023 rồi, chúng ta vẫn chưa nhìn thấy sự suy thoái kinh tế xảy ra, cho dù đó là một cái sự suy thoái về mặt kỹ thuật mà thôi. Có nghĩa là việc suy thoái xảy ra ở mức rất thấp. Tuy vậy, các chuyên gia dự phóng điều này có thể sẽ lặp lại trong năm 2024. Một điều mà hầu hết các chuyên gia đều có cùng một nhận xét. Cụ thể hơn, đó là bốn chuyên gia dẫn đầu trong lĩnh vực kinh tế, bao gồm bà Diane Moshina của tập đoàn tài chính AMP, cùng với bà Lucy Ellis của ngân hàng Westpac, và ông Paul Blossham của ngân hàng HSBC, cuối cùng là ông Phil O'Donohue của Deutsche Bank. Bốn người này đều đưa ra một cái dự phóng lãi suất tại Úc có thể sẽ giảm hạ trong năm tới. Tuy nhiên, mốc thời gian thì có sự khác nhau. Một trong những người này cho rằng sự lãi suất sẽ giảm hạ trong thời điểm đầu năm 2024. Ngược lại, hai người trong các chuyên gia thì cho rằng lãi suất sẽ giảm hạ vào thời điểm cuối năm sau khi đã gia tăng thêm một lần nữa, có nghĩa là gia tăng lên mức 4.6% vào những tháng đầu của 2024. Và sau đó vào cuối năm, lãi suất có thể sẽ giảm hạ 2 lần và tiếp tục giảm hạ trong năm 2025. Trong số những nhận xét này, Kim Hoàng quan tâm nhất đến nhận xét của một trong những cái chuyên gia là bà Lucy Ellis, hiện nay đang làm việc cho Westpac. Tuy nhiên, bà đã có đến 30 năm làm việc tại ngân hàng trữ kim RPA. Và gần đây nhất vào tháng 10, bà vẫn hãy còn là trợ lý của thống đốc ngân hàng trữ kim. Và bà chính là người đã đưa ra dự đoán là RPA sẽ giảm hạ lãi suất vào đầu năm, có nghĩa là vào tháng 2 hoặc tháng 3 của năm 2024. Sở dĩ dự đoán của bà được chú ý là bởi vì bà là người xuất thân từ RPA và do đó bà có thể nắm được
khá nhiều những cái thông tin bí mật từ RPA khi bà đưa ra những cái tuyên bố này chắc chắn là có cơ sở. Và nếu điều này là đúng thì có thể nói là một tin vui. Nhưng mà tại sao với tin vui này thì các chuyên gia vẫn lo ngại về kinh tế sẽ bị suy thoái trong năm 2024? Vâng, thưa chị Kim Hoàng và thưa quý vị và các bạn. Sở dĩ bà đưa ra cái nhận định rằng là có thể RBA sẽ giảm hạ lãi suất ngay vào đầu năm tới là vì bà cho rằng là cái tỷ lệ lạm phát ở Úc Châu có thể sẽ giảm hơn nhiều vào năm 2024, ngoài cả dự đoán của chính ngân hàng RBA. Mà ngân hàng RBA thì cho rằng cái tỷ lệ lạm phát ở Úc Châu là chỉ có thể giảm về mức mục tiêu từ 2 đến 3% là vào cuối năm 2025. Do vậy là năm nay dự kiến thì vẫn còn cao, do vậy mà RBA cũng chưa tính đến việc mà giảm hạ lãi suất. Tuy nhiên có một cái yếu tố mà rất nhiều các chuyên gia cũng lo ngại rằng là kinh tế của Úc Châu vào năm tới 2024 có thể không được sáng sủa như năm 2023. Là chủ yếu là do năm 2023 kinh tế Úc Châu về mặt kỹ thuật tức là không rơi vào tình trạng suy thoái, tức là không có hai quý liền tăng trưởng âm. Là chủ yếu là nhờ cái lượng người di cư từ nước ngoài đến Úc tăng mạnh tới 500,000 người. Trong khi vừa rồi thì chính phủ của Thủ tướng Albanese cũng có mục tiêu là thắt chặt cái chính sách nhập cư với mục tiêu là giảm hạ một nửa số người nhập cư từ nước ngoài vào. Và do vậy các chuyên gia cho rằng là điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của Úc Châu vào năm tới. Bởi vì họ cũng nhận định rằng là rõ ràng là khi mà dân số của Úc tăng lên, mà đặc biệt là người từ nước ngoài đến thì cái nhu cầu chi tiêu rất là cao, từ thực phẩm, thuê nhà hay là mua nhà cho đến mọi thứ, cho nên là cũng là giúp tăng trưởng kinh tế. Và vào năm tới thì số lượng người di cư từ nước ngoài đến Úc giảm một nửa, không còn được nhiều như thế nữa, do vậy mà kinh tế Úc cũng có thể sẽ giảm hạ. Ngoài ra cũng có một yếu tố nữa, đó là kinh tế Úc Châu cũng phụ thuộc rất nhiều vào các cái tình hình kinh tế của nước ngoài hay tình hình địa chính trị ở trên thế giới. Như cuộc chiến của Nga do Nga tiến hành ở Ukraine, hay là xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza, hay là việc Trung Quốc mở cửa lại nhưng mà tăng trưởng còn chậm chạp. Mặc dù thì mối quan hệ thương mại giữa Úc và Trung Quốc cũng đã tan băng, cải thiện được rất nhiều, giúp cho ngành xuất khẩu của Úc Châu phục hồi. Tuy nhiên mà việc các cái diễn biến ở trên thế giới ảnh hưởng như thế nào thì tất cả còn phải chờ vào năm tới 2024. Do vậy mà tất cả những cái dự đoán mà bốn chuyên gia mà đài ABC dẫn ra thì cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Họ cũng nói rằng là thực tế còn phải chờ vào là diễn tiến của năm 2024. Như tình hình kinh tế của Úc Châu năm 2023 cũng được dự đoán rất nhiều tiêu cực, nhưng mà thực tế thì lại không hề xảy ra những cái tiêu cực đó. Như vậy chúng ta có quyền hy vọng 2024 vẫn không tiêu cực như dự đoán của các chuyên gia. Và kính thưa quý vị, trong sinh hoạt chính trị, công ty Newsport là công ty thăm dò công luận đã thực hiện một cuộc thăm dò với sự tham gia của 3.655 cử tri. Kết quả cho thấy là chính phủ lao động của Thủ tướng Albanese đang có sự giảm hạ đáng kể tại Queensland và tại New South Wales, trong khi tại Victoria, sự ủng hộ dành cho đảng lao động cũng như cho phía đối lập ở mức cân bằng là 50-50. Riêng tại Nam Úc và Tây Úc thì đảng viên hoặc là cử tri vẫn tiếp tục có sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chính phủ Albanese. Một cách cụ thể thì số phiếu bầu sơ bộ tại New South Wales cho thấy là đảng lao động đã giảm xuống chỉ còn 37%, trong khi tại Queensland con số tương đương là 41%. Và đây là nhóm cử tri đã bỏ phiếu từ tháng 10 cho đến tháng 12 vừa qua. Trong khi đó thì sự ủng hộ dành cho đảng xanh vẫn ở mức rất cao và hiện nay đã vượt qua đảng One Nation của lãnh tụ Pauline Hanson. Riêng về vấn đề liên minh, có nghĩa là liên đảng tự do quốc gia, hiện nay họ đang nhận được sự ủng hộ của nhóm cử tri trong lứa tuổi từ 50 cho đến 64. Đây là lứa tuổi được cho là giàu có bởi vì hầu hết những người này đều thuộc thế hệ baby boomer và đều có tài sản sau Thế chiến thứ hai. Và chính những người này là nguyên nhân đã khiến cho lạm phát tại Úc gia tăng trong năm nay 2023 bởi vì họ hầu như là bị miễn nhiễm với việc lãi suất gia tăng khi họ không còn nợ nần với ngân hàng và do đó họ vẫn là thành phần chi tiêu nhiều nhất trong năm nay. Và liên đảng tự do quốc gia ở thế đối lập may mắn
đang nhận được sự ủng hộ rất đông đảo của nhóm cử tri trong độ tuổi này. Riêng đối với hai lãnh tụ là Albanese và Peter Dutton, cử tri có vẻ như vẫn tiếp tục ưa chuộng ông Albanese trong vai trò thủ tướng khi ông vẫn chiếm đến 46%, cao hơn rất nhiều so với dưới 30% của lãnh tụ đối lập Peter Dutton. Điều này cũng cho thấy một cái lịch sử hình như đang lặp lại. Khi mà trước đây, trong cái cuộc bầu cử vào năm 2019, chúng ta nhìn thấy cử tri ủng hộ Đảng Lao động rất cao, nhưng ngược lại họ lại không ủng hộ lãnh tụ đối lập Lao động lúc bấy giờ là ông Bill Shorten. Thì bây giờ ông Peter Dutton cũng đang trong cái tình thế tương tự. Mặc dù là liên đảng có thể nhận được sự ủng hộ gia tăng, nhưng cá nhân ông Peter Dutton thì luôn luôn ở cái mức cố định, có nghĩa là không thể nào tăng được. Vâng, chính vì vậy nếu mà liên đảng mà muốn thắng cử, nếu mà cuộc bầu cử bây giờ diễn chắc ra phải thì phải thay đổi lãnh tụ. Vâng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái dịp nghỉ lễ Giáng sinh và ngày Boxing Day ngày hôm qua, thì năm nay thì không xảy ra nhiều các cái vụ tai nạn giao thông đường bộ. Thế nhưng mà lại phải chứng kiến hơn chục người thiệt mạng là do những cái cơn bão xảy ra ở các tiểu bang đông nam của Úc Châu. Riêng ở tiểu bang Queensland cũng đã có tới 7 người thiệt mạng do mưa bão. Trong đó có một bé gái 9 tuổi bị nước cuốn trôi vào cống thoát nước mưa sau khi nhảy qua hàng rào gia đình mình ở khu vực Logan vào 6 giờ chiều ngày hôm qua thứ Ba. Và thi thể của em cũng đã được tìm thấy vào sáng hôm nay thứ Tư. Ngoài ra thì cũng có 2 người mất tích, trong đó có một giáo viên tại một trường học ở Brisbane. Họ được thông báo mất tích sau khi chiếc thuyền mà họ đi bị lật gần đảo Green ở vịnh Moreton vào khoảng 5 rưỡi chiều ngày Boxing Day, tức ngày hôm qua. Mà được biết trên thuyền có 11 người và các dịch vụ khẩn cấp cũng đã cứu được 8 người. Ngoài ra cũng có một tình nguyện viên khi làm việc cứu hộ cũng đã thiệt mạng. Trong khi đó thì nhà khí tượng cho biết là mưa bão cũng đã khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở Queensland bị mất điện. Và tình trạng này còn tiếp tục kéo dài do việc khắc phục các cái cột điện đổ và đường dây đứt gãy còn phải mất nhiều ngày. Và thủ hiến Stephen Mai cũng mô tả cơn bão vào ngày Giáng sinh và Boxing Day đã gây thiệt hại chưa từng có. Và lần đầu tiên những cái cột điện bê tông được chôn chắc chắn ở tiểu bang cũng đã bị gió quật đổ. Và trên khắp vùng phía đông nam của bang cũng đã có rất nhiều những cái báo cáo về việc thuyền bị lật hay mái nhà bị tốc hay là nước lũ cuốn trôi ô tô, kể cả ở phía nam ngay thành phố Brisbane. Và tính đến tối hôm qua thứ Ba thì lực lượng cứu hộ Queensland cũng đã phải đáp ứng hơn 1.000 cuộc gọi trợ giúp, chủ yếu là quanh Gold Coast hay là vùng Logan. Tại Brisbane thì cảnh sát cũng cho biết rất nhiều con đường ở phía nam Brisbane là bị ngập trong nước lũ, vì thành phố Brisbane cũng ghi nhận lượng mưa tới hơn 80mm trong 2 giờ. Và hội đồng thành phố Brisbane cũng đã đưa ra cảnh báo về mực nước dâng cao tại các con sông. Hay ngay tại sân bay Brisbane cũng rất nhiều chuyến bay đã bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy do cái điều kiện thời tiết xấu ngày hôm qua. Và kính thưa quý vị, ngoài 7 người đã tử vong tại Queensland do tình trạng thời tiết mưa lũ gây nên, tại tiểu bang Victoria, chính quyền cũng đã xác nhận đã có 2 nạn nhân tử vong cũng liên quan đến tình hình mưa lũ. Thứ nhất là một người phụ nữ ở lứa tuổi 40 đã tử vong trong lúc đang đi cắm trại và nước lũ đã tấn công vào khu trại này, cuốn trôi người phụ nữ. Tai nạn đã xảy ra tại vùng East Gippsland, là một khu cắm trại rất là nổi tiếng. Trong khi nạn nhân thứ nhì là một người đàn ông đã bị thiệt mạng sau khi một cành cây nhảy đổ và rơi trúng ngay vào ông. Còn tại tiểu bang New South Wales, 2 người tử vong là đều diễn ra tại bãi biển nhân tạo vừa mới được mở vài ngày tại khu vực Penrith, là ở phía tây của thành phố Sydney. Đây là bãi biển mà người dân đang rất là mong chờ. Vì vậy, ngay sau khi hội đồng thành phố đưa vào hoạt động, có rất nhiều các gia đình đã có những cái bữa cắm trại picnic ở khu vực bờ biển này. Và một người đàn ông 30 tuổi được cho là đã bị mất tích sau khi lặn xuống biển. Sau đó thì một thanh niên 19 tuổi cũng đã được xác nhận tử vong khi đang bơi lội tại khu vực này. Không biết là cái bãi biển này còn tiếp tục được mở hay không, nhưng mà thông tin này có lẽ là một cái thông tin rất là tiêu cực. Vâng. Khi mà bãi biển chỉ mới đi vào hoạt động có 2 hoặc 3 ngày mà thôi. Vâng, người dân ở Penrith đang hy vọng có bãi biển vì để đối phó với mùa hè rất nắng nóng hiện nay. Yeah. Vâng. Chính quyền địa phương có lẽ là phải suy nghĩ lại. Vâng, nhưng mà quả là rất xui xẻo.
Còn thưa quý vị và các bạn, ngoài số người thiệt mạng vì mưa bão ở ba tiểu bang trong 2 ngày vừa qua, thì một lính cứu hỏa tình nguyện ở Tây Úc cũng đã thiệt mạng vào chiều hôm qua khi đang tham gia dập tắt một đám cháy rừng ở gần khu vực Esperance ở phía nam của tiểu bang. Người đàn ông này là thành viên của một đội điều hành xe chữa cháy tư nhân tại một cái trang trại lân cận. Và vụ việc sẽ được điều tra, trong khi thì các đám cháy ở đây vẫn tiếp tục nằm ngoài vùng tầm kiểm soát và tiếp tục bùng phát dữ dội từ ngày hôm qua. Ngoài ra, ở Tây Úc còn đang xảy ra một số đám cháy rừng khác ở những cái khu vực khác, với cảnh báo là các đám cháy rừng có thể đe dọa đến tính mạng cũng như nhà ở của người dân trong thời gian tới. Trong khi đó, thì tại Victoria, thì các tài xế ở Melbourne đang được cảnh báo về tình trạng chậm trễ giao thông trong cái dịp năm mới, khi một cây cầu vượt đông xe đang đóng các làn đường để phục vụ cho việc mà sửa chữa nâng cấp đường hàng năm. Việc sửa chữa đường được tiến hành là ở cầu vượt Westgate, và công việc bảo trì được tiến hành trên cầu bắt đầu từ 9 giờ tối ngày hôm qua, ngày Boxing Day, và sẽ kéo dài cho tới 6 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2024. Và chính thưa quý vị, cũng tại Victoria, một người đàn ông được cho là ông đã là con chuột bạch, có nghĩa là bị thí nghiệm một cách vô cớ liên quan đến những cái chuẩn đoán sai của các bác sĩ tại bệnh viện Footscray. Người đàn ông nạn nhân là ông Darren Shin, năm nay 53 tuổi. Vào năm 2019, các bác sĩ đã phẫu thuật một khối u nhỏ ở vùng ruột non, là bởi vì họ nghi ngờ là ông đang có khối u của ông là khối u của bệnh ung thư. Kế đến vào năm 2020, ông lại bị tiếp tục cắt bỏ đại tràng cũng như túi mật và thận phải. Và một điều rất là trớ trêu, chỉ vài ngày sau cái ca phẫu thuật này, bác sĩ đã đến gặp ông và cho biết là cái khối u của ông không phải là khối u ung thư mà là một khối u lành. Điều này cũng có nghĩa là ông chỉ bị viêm mà thôi, và để điều trị những cái chứng viêm như thế này thì chỉ cần dùng những cái liều thuốc steroid rất là đơn giản đã có thể điều trị dứt rồi, trong khi ông đã trải qua 2 lần phẫu thuật. Và việc phẫu thuật cắt bỏ một số nội tạng trong cơ thể đã khiến cho sức khỏe của người đàn ông này suy giảm đáng kể, và hiện nay ông phải đi toilet một ngày khoảng lên đến 20 lần, gây bất tiện rất nhiều trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mà luật sư của ông đã khởi kiện bệnh viện Footscray. Vụ kiện này cũng đang được rất nhiều các cơ quan truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, mọi người càng quan tâm hơn nữa khi mà những cái điều tra sơ khởi cho thấy ông Darren Shin không phải là nạn nhân duy nhất, là bởi vì những cái tình trạng mổ nhầm, cắt nhầm bộ phận cơ thể con người cũng đã từng xảy ra trong hệ thống y tế tại Úc và nói chung và tại Victoria nói riêng. Và chắc chắn đây sẽ là một trong những vụ kiện gây rất nhiều chú ý của các cơ quan truyền thông trong năm tới. Vâng, còn trong khi đó thì thưa quý vị và các bạn, có 3 người Úc may mắn nhận được quà Giáng sinh muộn, nhưng mà cũng đúng vào ngày Boxing Day. Đó là những cái trúng những cái giải nhất của giải xổ số Osloto với giải thưởng cao kỷ lục là 90 triệu đô la vào tối ngày hôm qua. 3 người may mắn này ở New South Wales và đều là nay thì đều về được gọi là các triệu phú rồi, với mỗi người giành được là gần 32 triệu đô la 630.000. Và bộ 3 chiến thắng này là bao gồm một người cha ở khu vực Sutherlandshire và một người đàn ông ở Campbelltown, và một người chiến thắng may mắn khác thì vẫn chưa biết mình là chiến thắng. Và người chiến thắng bí ẩn này được biết là đã mua vé của họ tại một cửa hàng xổ số ở Campbelltown, nhưng mà công ty xổ số thì vẫn chưa thể liên lạc với người chiến thắng thứ 3 này sau cái buổi quay xổ số vào tối ngày hôm qua. Do vậy mà công ty xổ số cũng đang kêu gọi tất cả những ai đã chơi vé số Osloto vào hôm qua nên kiểm tra lại vé của họ càng sớm càng tốt. Còn 2 người đàn ông, cả 2 đều mua vé trực tuyến thì đã được công ty liên hệ ngay sau chiến thắng của họ. Và tất nhiên là cả 2 đều không tin vào cái số tiền mình chiến thắng. Trong đó có một người cha khi mà nhận được cái cuộc điện thoại từ công ty xổ số nghĩ rằng là mình chỉ thắng giải là 35.000 đô la, chứ không tin được cái số tiền lên tới là hơn 35 triệu đô la. Và kính thưa quý vị, ngoài 3 người chia nhau cái giải độc đắc này, còn có 31 người khác đã chiến thắng giải nhì
với số tiền lên đến là 52.000 đô la cho mỗi người. Không biết là người mua bí ẩn tại Cumberlandshire có phải là khán giả của Việt TV hay không? Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng là quý vị hãy kiểm tra vé số của mình một lần nữa. Biết đâu chúng ta sẽ là một trong những người rất là may mắn trong dịp lễ Giáng sinh năm nay tại Úc Châu, bởi vì đây cũng là giải xổ số có giá trị cao thứ nhì trong lịch sử của nước Úc. Và kính thưa quý vị, với những bản tin vừa rồi thì Kim Hoàng và Lily cũng xin tạm kết phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi tối ngày hôm nay. Một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong lúc 8 giờ tối trong phần điểm báo thế giới. Vâng, Lily xin trân trọng kính chào.